Nếu những người mà biết coi kịch thì nên coi video này là lời thật, chân tình. Người từ cõi trời xuống nói chuyện cõi trời và nói chuyện cõi người và nói sự thật, nói đâu chúng đó, chứ không phải là nói để mà ru ngủ hay là mê tín hay là ảo. Những gì trong 3 năm nay, chuyện trước mắt nước Việt sẽ có đói. Cái này mình 2 tháng trước mình đã bờ cạnh đã quên nên rồi. Coi kỹ lại mấy clip 2 tháng trước, nó có ngày có giờ á. Chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị xăng, chuẩn bị tiền bạc, tiền sách thành tiền giấy. Chị có nói vậy không? Hôm nay thấy làm sao? À, sắp sửa đói. Tại vì hết xăng sẽ đói. Nhân loại sắp sửa một cái cuộc gọi là hồn lìa khỏi xác rất là nhiều. Chị sẽ sinh nữa. Bữa giờ mình chỉ là chết sơ sơ thôi, cũng giống như là bữa giờ mình giống như mới vô nhà hàng vậy đó, ăn salad điển sánh thôi, ăn sơ sơ thôi, chưa có mendis sắp sửa xảy ra nè. Thì bữa giờ Ukraine với Nga nhiêu rồi ta, cũng 500-700 nghìn người phải không, một cái quốc gia rất là đẹp á mà giờ thành ra bãi chiến trường khủng khiếp đúng không, là chỉ mới có ăn salad chơi chơi thôi đó, còn mà thiệt thì chưa tới á. Ngay trong lúc này, ngay lúc này bữa nay có lợi ngày 15 tháng 10 năm 2022, nói cho người Việt Nam và nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết, người có tỉnh giác á, tỉnh mộng á thì có chuẩn bị, nhưng mà có nhiều người ngoài kia á, không có tỉnh mộng, đi người như mộng du vậy đó, khi nào sụp té à té. Thì thứ nhất, hiện giờ Việt Nam có tiền nên mua mớ gạo, sắp sửa nạn đói Việt Nam xảy ra, khổ đói. Thứ hai, bớt đi những cái nơi đông người karaoke đó, thấy bây giờ ngày hôm qua Bình Dương á ăn nhậu ca hát sao rồi đánh lộn sao nó quýnh người, mà nói người ta chết ta nằm dưới đất mà nó còn quýnh cho hả giận nữa. Con người nó ác đến độ đó, không phải cái thằng đó nó ác mà tự gì nó bị gói trí rồi. Ngày mai tôi bị thất nghiệp, ngày mai tôi không có tiền đổ xăng. Khi con người mà nó thiếu thốn á, nó thành ra cái quẫn trí nó làm vậy. Tốt nhất ở nhà để tránh đánh lộn hay là tránh những cái không tốt, không có phòng ngờ trước bất cứ cái gì. Người ở bển bây giờ á, ai cũng hăng như là gà mà giũa cửa rồi đó, sắp sửa đá nhau không á, tại đói với tù túng, không có định hướng được tương lai thì người ta rất là hoang mang. Khi hoang mang, người ta một là ngồi tu giống như kiệt chỉ ngồi thiền, hai là đọc kinh thì còn giữ được mạng. Còn nếu mà không ngồi thiền, không đọc kinh á, không giữ được mạng thì đừng nói trời Phật không có thương tình. Không, Phật sao nhắc tôi, Phật nhắc tới 174 cái clip rồi, clip này 174. Mình là đại diện, mình người truyền tin Phật từ bi, Phật kêu kìa ra nói. Sắp sửa có chiến tranh rất một nạn chết chóc rất là lớn, lớn khủng khiếp ha. Coi, để chờ xem Việt Nam sẽ thay đổi chế độ một cách màu nhiệm. Từ xưa tới nay chưa ai từng trên mạng truyền thông, chưa ai dám nói. Ngô Tuấn Kiệt này dám nói, Thiên Tướng Việt dám nói, sẽ xảy ra để mà thích ứng với quốc tế một cách biến chất, để cho 6 triệu dân hải ngoại được đi về tự do, để cho Kiệt mang mấy công ty Duy Mạch về để cứu dân. Chứ ngồi đây mà cứ chát chát nói chuyện này hoài á, cũng mỏi hơi á. Thời giờ tôi đi họp cái là có biết nhiêu tỷ thì thì chỉ có đường đó để nước Việt trở thành cường quốc. Nước Việt là cường quốc á, toàn hiện bây giờ là gì phải không? Một cái quốc gia không có tài nguyên, không có biển đánh cá, không có rừng, rồi nợ thì như chú chỏm toàn thế giới, tiếng nói thì nhỏ bé, ô sinh thì khắp mọi nơi, lao động quốc tế cả đông lạnh ô đủ chuyện hết. Một đứa bé sinh ra mắc nợ biết bao nhiêu triệu. Muốn thành cường quốc thì mấy đại ca gắn nghe lời Kiệt khuyên nha,
biến chất mình đi. Tại vì tại sao phải gọi là biến chất? Là gì? Cơ vận Đức Thầy và Cha Thượng Đế chư Phật không có muốn nước Việt đổ nát thì mới cho đi cái đường này, và mỗi ngày á là kiệt sinh cho nước Việt thì mình mới được cái ưu điểm này. Chứ cái trái đất này mỗi quốc gia đó nó khổ hơn nước Việt gấp nhiều lần. Mình giả sử như Bắc Hàn bây giờ á, đôi dép không có mang, cái gì cũng không có. Kim Jong Un nói cái gì á là bà hụ, tướng cũng khóc, dân cũng khóc, nó nhồi sọ thì ngu giống như Trump bị còn khôn hơn mấy thằng Bắc Hàn nữa. Cũng có một số lì lợm nó đặt ra một đống YouTuber nói theo cái kiểu của họ, cũng giống như là áo hài vậy đó. Ở đây nó có nhiều cái channel mình coi mình phải để ý nha. Nó tấu hài, nó chửi qua chửi lỗi để mà đánh lạc hướng cho mấy đứa nhỏ ở bên Việt Nam á. Nó ghét cái người dân hải ngoại của mình. Nó mấy thằng hải ngoại mày ăn không ngồi rồi á. Cho nên coi chừng á, thằng nào chống thiệt hay thằng nào chống giả bộ. Tại vì nếu mà mình chửi nhiều quá đó, nó sẽ xúc phạm cái lòng tự ái của mấy đứa nhỏ Việt Nam. Mà nói bậy chúng bạ nữa. Tại mình nói là lệnh của ở trên mà. Còn bên không nghe trển mà bển mà không nghe đó thì là nghịch thiên. Nghịch thiên có nghĩa là gì? Nghịch thiên á, có bữa nay á, anh đi cầm cái còng số 8, anh đi còng người ta vài tháng sau, năm sau hay là không chừng vài tiếng hồn sau cũng chừng, người ta lại còng lại anh á. Nó gọi là trả quả.